Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc giày cao gót rất là nhiều hoa văn này. Hãy cùng tô với mình nhé. Mình sẽ tô màu xanh. Một chiếc giày khá là đặc biệt này. Các bạn nhớ xem hết video để xem thành quả của mình nhé. Thank you.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chiếc giày cao gót rất là cao màu xanh này. Nói cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.